tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tai 055 được NATO định danh là lớp Gen 2, là tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Trung Quốc. Chiếc tai 055 đầu tiên được Trung Quốc hạ thủy vào tháng 6 năm 2017, được coi là lớp tàu khu trục lớn nhất và mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc. Tai 055 có thể tác chiến một cách độc lập hoặc trong đội hình hỗ trợ biên đội tàu sân bay. Theo báo chí Trung Quốc, tàu khu trục lớp Tai 055 là tàu chiến mạnh nhất của nước này, sánh ngang với các tàu tuần dương hàng đầu thế giới với hệ thống vũ khí tiên tiến. Thông số thiết kế cơ bản của tàu khu trục Tai 055 bao gồm chiều dài 183m, chiều rộng 22m, mớn nước 8m, lượng giãn nước toàn tải 12.300 tấn, tốc độ tối đa 33 hải lý trên giờ, dự trữ hải trình 7.000 hải lý, thủy thủ đoàn 310 người. Tàu được trang bị động cơ kết hợp diesel và tuabin khí với công suất tổng cộng 150.000 mã lực. Về vũ khí, Tai 055 được trang bị một pháo hạm HPG 83 cỡ nòng 130mm, một hệ thống pháo phòng thủ tầm cực gần HPG 11 CIVS, 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, gồm 64 ống ở phía trước và 48 ống ở phía sau. Các ống phóng này có khả năng phóng tên lửa đối không tầm xa HHQ-9. Các tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh IG-18, tên lửa hành trình tấn công mặt đất CG-10. Để thực hiện nhiệm vụ phòng không tầm thấp, tàu được trang bị một hệ thống phòng không HQ-10 với 24 ống phóng. Bên cạnh đó, tàu có hai cụm dàn phóng ngư lôi, mỗi dàn 3 ống, có khả năng phóng ngư lôi IU-7 cùng các thắt súng máy dùng để chống lại các cano cảm tử trên mặt nước. Tàu cũng được trang bị các hệ thống phóng mồi bẫy nhiệt tiên tiến. Phần đuôi tàu có bãi đáp trực thăng và nhà chứa đủ chỗ cho hai trực thăng cỡ dung Z-9 hoặc Z-18. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc hồi tháng 4 năm 2022 đã công bố đoạn video cho thấy tàu Tai 055 đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới là IG-21.